Một tháng 75 mét vuông 3 tầng. Các bạn có tin nổi không? Chỉ một tháng thời gian thi công với tiến độ nhà khung thép. Và chi phí thì tất nhiên rất là hợp lý rồi. Thì bây giờ cùng theo tôi vào bên trong để xem thực sự ngôi nhà này làm sao có thể thi công nhanh mà giá cả lại hợp lý như vậy nhá. Vâng, xin chào anh Nguyên. Chào anh. Giới thiệu mọi người một chút thì đây là anh Nguyên, là chủ nhà của công trình này. Đúng không anh Nguyên? Đúng rồi ạ. Vâng. Thế thì tôi vừa đi qua đây thì tôi thấy cái căn nhà này đẹp quá. Dạ. Mà thấy hỏi mọi người mà có một tháng thôi. Vâng. Thì anh Nguyên có thể chia sẻ một chút là cả móng mà đến tiến độ bây giờ đã lên đến tầng tum rồi. Vâng. Tại sao mà có thể thời gian thi công nhanh như vậy anh Nguyên? Vâng, thì cũng xin chào anh Lương Trainer. Rồi. Thì cũng tình cờ anh đi qua đây thì cũng gặp công trình nhà em. Thì cái nhà này thì nó nhanh bởi vì nó được làm bằng khung kết cấu thép lắp ghép và tường bằng tấm bê tông khí chức ép. Đấy thì em làm nhà thì em rất ngại cái sự phiền toái. Và kéo dài thời gian, vì em làm kinh doanh em cũng phải đi nhiều mà em không có thời gian giám sát. Nên em muốn ngôi nhà của mình nó nhanh. Thì cũng xin thưa với anh là công trình này từ lúc khởi công cho đến bây giờ là gần như chuẩn bị hoàn thiện phần thô. Là nó trong một tháng anh ạ. Một tháng? Dạ. Thế thì tôi chia sẻ với mọi người một số điểm mà khác biệt. Mọi người có thể thấy đây, tường không hề xây bằng dạng gạch truyền thống. Đấy, mà sử dụng gọi một công nghệ gạch là bê tông khí, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì anh Nguyên có thể giới thiệu sâu hơn một chút về cái loại gạch này được không? Vâng, thì thực ra là cái ngôi nhà này thì ngoài phần móng ra, tất cả mọi thứ thì em muốn làm nó mới đi. Đấy, thì cái bê tông khí chức áp này thì em biết trên thị trường này nó là một cái vật liệu nó tương đối cao cấp. Đấy thì nó có, thứ nhất là nó nhẹ anh ạ. Rồi. Vì thực ra là cũng chia sẻ với anh là hiện tại là ngay đằng sau em ấy cũng đang xây một ngôi nhà là khung bê tông cốt thép. Đó thì cái nhà kia thì quy mô cũng giống như nhà em. Đúng rồi. Là 3 tầng 1 tum. Đúng. Nhưng nhà bên kia thì phải áp cọc. Đúng rồi. Và em cũng nghe người hàng xóm chia sẻ là anh hết khoảng 100 triệu tiền cọc. À. Còn bên nhà em thì em muốn sử dụng là khung thép với cái tấm bê tông nhẹ này. Rồi. Để em muốn là cái phần thân nó nhẹ. Nó giảm tải trọng. Giảm tải trọng. Và cái móng của em thì không cần phải áp cọc, em chỉ cần làm móng băng là ok. Móng băng. Đấy, cái thứ hai là cái tấm này thì sau khi em kiểm tra các cái tính năng của nó ở nhà cung cấp ấy thì em thấy là nó có khả năng cách âm và cách nhiệt tốt hơn so với là cái vật liệu truyền thống. Thế nên là em đã quyết định lựa chọn cái giải pháp tấm bê tông khí chức áp này sử dụng cho cái công trình nhà mình. Thế thì thời gian thi công thì tôi thấy rất nhanh, một tháng mà toàn bộ móng khung và cái xây tường này. Thế nhưng cái tấm này thì thợ nó khó. Cũng chia sẻ với anh khó xây không? Và cái thợ của em xây cho công trình này cũng là lần đầu tiên người ta xây cái gạch này. Và thì thực ra là bên nhà cung cấp người ta chỉ đến đây hướng dẫn có một lần thôi. Rồi. Là các anh thợ đã thi công được, các quý vị có thể thấy này, các cái mạch nó cũng rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Và đấy thì cái tấm này thì thực ra là nó rất là dễ, bản thân này cũng xây son e cũng chẳng khác gì gạch đỏ cả. Và tôi thấy là anh sau này sẽ để nguyên cái tấm này đúng không? Chúng ta không cần phải sơn bạc. Vâng, thì về sau bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại một chút. Rồi. Và sẽ phủ lên một cái lớp bóng lên thôi. Và sẽ để cái bức tường thô như thế này luôn. Rồi. Thế thì như vậy là chi phí là rất là tiết kiệm rồi. Vâng. Và thứ hai nữa là nó phù hợp với cái phong cách kiến trúc của chúng ta. Đúng không? Anh đang hướng đến phong cách là công nghiệp. Công nghiệp, đó. Thế mọi người có thể để ý ở đây nữa là như các nhà khác thì thường là chúng ta sẽ không đổ lên ngay. Đúng không? Mà ở đây là gì ạ? Lên nó rất là sạch sẽ. Và đổ trước rồi. Thì anh Nguyên có thể chia sẻ lý do tại sao? Vâng, thì thực ra là cái nhà thép này ấy, thì nó có một cái điểm là nó nhanh. Tức là công ty lắp ghép là lắp một phát là được 3 tầng 1 tum luôn. Rồi. Tức là chỉ trong có 2 ngày thôi là cái bộ khung này đã hoàn thành. Đó, sau đó là đây cái sàn này gọi là sàn đếch. Rồi. Đấy, tức là khi mà bọn em đổ bê tông là đổ một phát là 4 cái sàn này. 4 cái sàn. Cùng một hôm luôn. Nó, cho nó, và tức là nó rất là gọn gàng, sạch sẽ. Thì thực ra là ở đây thì kết hợp với đổ lên luôn. Đổ lên luôn. Thì nó sẽ đỡ được một ca bơm bê tông anh ạ. Mà trước đó là chúng ta cũng phải xử lý về phần đầm chặt lên. Vâng, đúng rồi. Tức là để mà lắp dựng được cái này thì xe cẩu sẽ vào đây. Thì mà em sẽ phải lắp cát và sau đó đầm chặt. Hôm nay giải thích cho mọi người là cái phần khung và phần sàn đất này sẽ lắp trước này. Sau đó là đổ cái phần nền và toàn bộ các sàn tầng trên cùng một lúc. Đúng rồi. Đấy, thì thời gian thi công rất là nhanh. Và thứ hai là mọi người thấy là nó sẽ không bị gì ạ? Bẩn. Không bị bẩn giống như các cái công trình mà chúng ta để cái nền đất hoặc nền cát không. Vâng. Rồi mọi người có thể xem qua về kết cấu sàn đếch. Nếu mà mọi người đã biết về kết cấu nhà khung thép này thì chúng ta rất là quen thuộc với cái phần sàn đếch này rồi.
Thì ý tưởng của anh về phần trần này là như nào? Anh có để nguyên hay là có ý tưởng Xin chia sẻ với anh thì cái công trình này thì bọn em sẽ làm văn phòng ở tầng 1 và tầng 2. Thì văn phòng thì phần trần này em không đóng trần. Em sẽ để nó thô như này. Tức là về sau em sẽ xử lý bằng sơn đen thôi. Và em sẽ dùng các cái trần đèn thả. Đó thì nó sẽ đỡ được cái kinh phí để làm trần anh ạ. Rồi ok. Thế thì đấy cũng là một cái giải pháp rất là tuyệt vời mọi người nhé. Và tôi thấy nó có một cái lợi ích nữa là sau này giả sử như mà chúng ta di chuyển là chúng ta có thể bốc luôn cái phần thép này đi được. Đúng rồi. Vâng. Đúng không? Chính xác ạ. Vâng. Hoặc là chúng ta lên tầng rất là nhẹ nhàng. Vâng, đúng rồi. Vâng. Về công trình này thì dự kiến nó sẽ là 5 tầng. 5 tầng. Nhưng mà giai đoạn 1 thì do chưa có nhu cầu sử dụng hết. Rồi. Nên là em chỉ có làm 3 tầng một tum thôi. Đó thì về sau về cái nhà thép này thì cái việc mà nâng tầng nó dễ lắm bởi vì là bản vẽ đã lưu rồi. Đúng rồi. Đấy, chỉ cần đưa cho nhà sản xuất, người ta sản xuất cái bản vẽ và người ta đến đây người ta chỉ lắp phát là xong ngay. Rồi rồi. Dạ. Tôi hiểu. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến tới không gian ở phía bên trong. Dạ. Anh Nguyên có thể giải thích qua một chút là tại sao mà chúng ta cần phải gia cường những cái góc khung này không? À vâng thì đấy là ở hai đầu hồi chúng ta có những cái thanh gia cường chéo này. Vâng thì thực ra cái nhà thép ấy thì nó có thép nó có tính đàn hồi. Đúng rồi. Đấy thì cái khung chéo này này nó sẽ răng chéo này nó có tác dụng là làm cho cái khung nó cứng hơn. Đấy thì nó sẽ gần như là hạn chế tối đa cái việc rung lắc của cái việc nhà thép. Vâng. Dù thép rất khỏe nhá, thép có thể đàn hồi được, nó không gãy như bê tông. Nhưng mà nó có, nếu mà chúng ta không có những giải pháp như này nó sẽ bị rung. Đó thì bên thiết kế đã cố tình đã thêm những cái chi tiết răng chéo này vào để giảm cái độ rung của nhà thép. Vâng. Liên quan đến quá trình mà chúng ta tính toán chịu lực thôi. Đúng rồi. Vâng. Dạ. Ở đây thì mọi người có thể thấy là sẽ có một cái cầu thang, chúng ta cùng lên một tí nhá. Dạ. Cái cầu thang xương cá là bằng thép và sau này là sử dụng tấm gỗ đúng không ạ? Đúng rồi. Lan can kính. Chính xác ạ. Đấy thì nếu mà chúng ta là để nguyên về nhà khung thép và cái tấm bê tông khí này thì chúng ta cũng có một cái giải pháp cầu thang thép đi theo đồng bộ. Và cái thì làm cái nhà thép này thì chủ nhà cũng dễ dàng lên xem các tầng hơn. Vâng. Bởi vì không phải đi thang tre anh ạ. Rồi. Đấy thì các tầng thì nó không gian nó cũng như nhau thôi. Vâng. Đấy. Thì đây là kiến trúc của nó đúng không anh Nguyên? Vâng rồi ạ. À đấy mọi người có thể nhìn thấy rất là sáng tạo và đột phá nhá. Đó. Thời gian thi công thì là nhanh rồi. Một tháng không thể tin được một tháng. Vâng. Thực sự tôi chia sẻ với mọi người nếu mà chúng ta làm cái nhà truyền thống ấy thì đối với công trình này tôi đâu đó cũng phải nhanh cũng phải tầm 4 tháng. Vâng. Đúng không ạ? Nhưng mà một tháng mà chúng ta đã hoàn thiện xong cái nhà này thì thực sự là rất là tuyệt vời. Và chúng ta đưa vào kinh doanh, chúng ta đưa vào khai thác, chúng ta đưa vào sử dụng. Và đối với tôi, nếu các bạn đang là những thế hệ trẻ thì hiện nay cái nhịp sống đi vào gì ạ? Hiện đại, hối hả, đúng không ạ? Đúng. Đó, và gì ạ? Chúng ta cần một cái không gian nó thoáng. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là tuy là một công trình nhà phố thôi nhưng mà nhà anh Nguyên rất là thoáng nhá. Phía đằng trước này và mọi người có thể nhìn thấy phía đằng sau này sẽ có giếng trời ở đây. Đúng không? Thì tôi muốn chia sẻ với mọi người cái xu thế gọi là xu thế kiến trúc theo kiểu là đơn giản hóa. Đó. Thì tiến độ nhanh rồi nhưng mà chúng ta đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản là xấu mà đơn giản nó vẫn là đẹp. Đúng rồi. Đấy, khi chúng ta thì phô những cái phần vật liệu thô ra, đưa vào kết hợp vào hiệu ứng ánh sáng và những cái đồ nội thất trong cái không gian của chúng ta thì cực kỳ là tuyệt đẹp. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái giải pháp để các bạn cũng phải suy nghĩ xem là nếu chúng ta xây dựng nhà thì liệu chúng ta chọn kết cấu bê tông cốt thép truyền thống hay là chúng ta sử dụng kết cấu thép. Đó cũng là một cái bài toán tiết kiệm hơn, nhanh hơn và đặc biệt hiệu quả về khai thác vận hành dòng tiền và nhanh hơn rất nhiều so với kết cấu bê tông cốt thép truyền thống. Chia sẻ với anh Lương một chút thì cái hiện tại là em đang phải thuê văn phòng. Rồi. Mỗi tháng thì đâu đấy cũng hơn 20 triệu tiền bằng bằng. Đó thì tại sao một cái lý do rất lớn để em lựa chọn giải pháp nhà thép ấy đó chính là em muốn là rút ngắn cái thời gian thi công. Tức là cái ngôi nhà này thì em sẽ xác định chỉ trong vòng 2 tháng là em đưa vào vận hành. Đó thì riêng 2 tháng tiền nhà thì em cũng đỡ được 40 triệu rồi. Đúng rồi. Và hơn nữa là cái nó chủ động anh ạ. Bởi vì thực ra là khi mà đạt đúng tiến độ ấy thì em sẽ cắt hợp đồng với bên thuê nhà nó cũng nhanh hơn và nó chuẩn xác hơn. Nó không bị nhỡ nhàng công việc. Đó. Thì đây cũng là một lý do mà em lựa chọn cái giải pháp nhà thép dù rằng là có nó còn mới còn lạ. Không biết là có đảm bảo hay không nhưng mà thực sự bây giờ là em thấy cái xu thế về nhà thép nó rất là lớn. Đúng rồi. Thế thì hôm nay thì tôi với anh Nguyên chia sẻ một cái giải pháp do chính công trình của chỗ anh Nguyên thực thi. Thì nếu mà mọi người quan tâm đến cái công trình dạng nhà thép này chắc đâu đó khoảng tầm tháng nữa nhỉ? Vâng. Xong. Đúng rồi. Đấy, thì mọi người có thể là tham khảo thêm về
những cái sản phẩm mà chúng tôi đưa lên kênh, hoặc là có thể đến cái văn phòng trải nghiệm ở đây, đúng không anh Nguyên? Rồi ạ. À, thế thì rất là cảm ơn anh. Dạ. À, thì hy vọng là chúng tôi sẽ có nhiều cái video clip chia sẻ hơn cho mọi người. Nên mọi người hãy thay đổi tư duy. Bây giờ nhà thép không chỉ là những công trình kinh doanh, những công trình dạng là nghỉ dưỡng hoặc là những công trình lớn nữa, mà nó đang đi vào thực tế, đó là những công trình nhà ở như thế này. Dạ vâng. À, thì hy vọng là có thêm một cái phương án nữa cho mọi người tham khảo. Xin chào và cảm ơn mọi người. Nhà thép Kisato. Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi đã hoàn thành các dự án tại 63 tỉnh thành và trên toàn quốc. Từ những ngôi nhà dân dụng cho đến những công trình nhà công nghiệp lớn, chúng tôi sở hữu nhà xưởng hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình sản xuất, thiết kế thi công diễn ra một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Điều đặc biệt của công ty chúng tôi là luôn đặt tiêu chí làm đẹp từ tâm lên hàng đầu trong mọi dự án của mình. Chúng tôi không chỉ tập trung vào khả năng chống chịu, độ bền cao mà còn đưa tâm huyết, sự tinh tế vào từng chi tiết của căn nhà. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, tối ưu hóa không gian sống của một ngôi nhà. Với sự nhiệt tâm và tận tâm trong từng dự án, chúng tôi tự hào là đơn vị được khách hàng tin tưởng, lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép.